Con Dương ai gọi anh Dụng phòng giáo dục ai đấy thì Dụng éo quần phát cái này chứ anh Dụng phòng giáo dục à éo quần phát à anh Dụng á mà là đưa đưa về nó mới được cắm cắm thẳng đấy. Đấy, nhưng lạc nhưng mừng bố già là anh không dám mấy thái. Anh Dụng gọi là mai đi phòng giáo dục. Lấy các bố bò đi, lấy các bố bò đi. Hay là mọi cái tài
rồi, tiết canh này đi bật quạt vào đấy. Tay hết máu rồi. Chịu rồi. Em ơi, tắt đúng quạt đi cái. Đi để đúng vào cái quạt. Đặt cái đũa lên đi. Chín hết rồi đây. Cái con kia đâu? Châu, biết chú chú để gì quá cái con chú nào? À mà đi này, đi để cả cái hàng thôi. Châu. Đây này không bật bật quạt nó vẫn khơi ra đây này. Gió rồi mà. Đây biết gì hát chứ. Tiết canh đây này. Tiết canh bò. Cảm thấy nháy đầm nháy từng em chỉ làm 4-8 bát thôi anh làm hả? Là làm 4-8 bát thì anh thôi. Cho vào cái nồi nồi phèo ấy bắc xuống rồi lúc nãy cái nồi phèo nó bắc xuống lâu rồi. Bắn cái này à, tắt đi cái tắt thoát đi nó cắt ngon đấy. Cái món này món ngon nhất Hải Hải Sapa quay thì mình cũng quay nào. Món ngon chưa anh em mình làm thằng phố thịt bò đúng rồi, cái miếng đấy mới ngon. Cắt cắt ra thái ra ăn đi, cái đấy thái ra ăn đi. Đây đây ai cắt đủ bún được hả ai giờ cái nhở. Ừ, cái món này ngon chưa? Dừ hết rồi nhỉ? Đấy, bốn cái chân này này. Cái này lọc ra để uống rượu. Cái đùi này này, trùng trùng này. Đói, món thằng cố. Hôm nay là món cô hồn. Không. Hôm nay giải hạn. À đâu, đám cưới chứ. Hôm nay đám cưới... Con rể. Con rể đang thái thịt đây này, thằng này con rể này. Thái thiệt à. Mô lì đi xem mơ chú bàn. Uầy, con rể nhá, ngồi cẩn thận nhá. Đây là nhà trai à. Toàn món ngon rồi. Không, bây giờ là lấy cái bì nó cho vào đây trước. Không, cái đầu là dừa ăn được rồi. Nhưng mà da nó hơi cứng nhỉ. Đấy, cái món này ngon chưa? Thái đi, thái đi, thái. Hôm nọ anh Nam khao hẳn một quả. Ngon đấy nhỉ. Con Nam bánh nó bật bánh hay sao? Con Nam bánh cho mẹ, đi trong bánh cho mẹ.
พริกไก่ใช่ไหมโอ้ดีมอนนี่เรียกมอนตอนมอนดักสารกลางอ่ะ